Hello anh em, chào anh em. Hôm nay Nam Mono xin gửi cho anh em một số thông tin về cái đồ chính hãng và đồ phay nhái 1-1 của cái F135 Việt Nam và là C135 Malaysia. Thì trước mắt mình có ba cái đèn LED tất cả á, tất cả một cái là nhái lô đi ha, một cái là chính hãng Malay, một cái chính hãng Malay đó, một cái này đó là nó made in Thailand. Cái này là do đợt đầu nó sản xuất khoảng có giới hạn, sau này thì thấy ít cái loại mà made in Thái Lan này lắm. Rồi một chút mình sẽ nói chi tiết hơn về cái đầu hàng made in Thái Lan này. Trước mắt mình xin so sánh cái hàng chính hãng Malay với lại nhái. Thì đơn giản là ví dụ mà nhái anh em bán theo giá là nhái, chính hãng anh em bán giá là chính hãng, chứ đâu có gì đâu. Cái tự nhiên đồ nhái mà anh em mà bán hồ chính hãng là giá tầm 7, còn đồ chính hãng mà anh em muốn giá ok mềm là không có rồi. Cái mắt in Malay, chính hãng Malay không, tem nè, bao bì nè, không đó, mã code 55D này gọi là mắt in Malay nè đó. Cái này mình mua tặng ở bên Malay, nó giá 100 rin. 100 rin thì nó tầm khoảng 500 mấy 600 ngàn tiền Việt, chưa tính tiền ship cả nhà mình. Thì mình cho là 600. Mà 600 ngàn mà anh em về đây mà bán chung với cái cảng chính hãng mà giá 1.2 triệu, 1.1 triệu, mà anh em nói là đầu chính hãng là không đúng, tầm bậy là nhái hết nha anh em. Cái này nó đã hết 600 chưa tính ship rồi, với cái cảng chính hãng nữa thì làm gì có chuyện mà giá mà 1.1 triệu, 1.2 triệu mà chính hãng. Hôm nay mình sẽ gửi thông tin cho anh em để anh em cân nhắc cái giá tiền, mình xuống tiền cho nó ok ha. Rồi, đây phân biệt đồ nhái với đồ zin, thì đây mình có hai cái đồ nhái và zin mình mới vừa khui ra cho anh em phân biệt. Rồi nhìn bề ngoài tổng thể thì anh em thấy không? Đó. Thì nhìn tổng thể thì anh em thấy không? Thằng nhái với cái hàng này á, nó gây cho anh em hiểu lầm nhất là nó có cái mã. Đó, mã 55D. Y chang như thằng Zen luôn. Đây anh thấy không? Yamaha nó cũng Yamaha luôn. Đó, Yamaha nó cũng Yamaha luôn. Đó, nó không có thiếu cái thứ gì vậy đó. Đó, chỉ có mình cầm lên trên tay thì mình mới biết được đầu riêng với đầu chính hãng thôi. Bây giờ mình xin cung cấp cho anh em một số chi tiết để anh em nhận biết đầu chính hãng với lại đầu nhái. Nhìn tổng thể này là cái hàng chính hãng thì nó mica của nó trong hơn nha. Đó, anh em thấy không? Mica của nó trong hơn. Anh em nhìn thấy rõ trong cái bản mặt của nó luôn nha. Đó, anh em thấy không? Cái chỗ cái tay mình nhịp nhịp nè, là chính hãng nha. Đó, ở trên là cái mica của nó mờ, ở dưới là mica của nó trong. Rồi về cái phần đuôi, để gần về cho anh em thấy. Đó, được thấy không? Mẹ nó cũng có, Yamaha nó cũng có phân biệt đó. Bây giờ nè, chi tiết đầu tiên là cái ống này của hàng hãng thì nó mờ, nó lì. Ba vớ của nó cũng là liền mạch không, còn bên đây là nó bóng, nhìn thấy không? Cái hàng này nó bóng, nhái nè, bóng nè, ba vớ không nè, thấy không? Còn bên đây là nó lì, nó màu đen nhưng mà nó lì như là cái ống xăng zin vậy đó. Đó, đặc điểm đầu tiên. Đặc điểm thứ hai là hai cái cục cao su,
hai cái cục cao su trên đàn này, anh em thấy không, hàng chính hãng á nè, anh thấy không, nó mướt láng nó bên đây nè, nó xù xì đó, anh em thấy không, chính hãng là láng bóng, bên đây là xù xì nha, nhìn nó không có bắt mắt đó. Để chút mình cầm luôn cái Thái Lan kia mình so vô ba cái nha. Ống cao su chân đèn không, với lại hai cái dạ bọc, cái ngắn cái dài nên thấy không đó, rồi đó đó, mặt trên mặt dưới nó đều giống nhau hết, trên đây mà không thấy đâu, chỉ có cái hàng chính hãng á nó có một cái dãy số này nè. Cái dãy số này thì mình nghĩ nó theo cái kiểu như là trong quá trình sản xuất nó đánh dấu cái mã lô nó sản xuất rồi. Mấy cái này mà nó đã không muốn nhái thôi, chứ mấy cái này là chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Anh em lật phía sau, anh em phân biệt chính hãng với nhái, anh em lật phía sau ra. Đó. Cao su láng, mềm mại, ống xăng, đen lì, nhám, sắc nét, nghe chưa? Đó. Còn những cái thứ linh tinh ở ngoài là thua, hai cái đều nào nó cũng có mã này đâu hết, nên khó mà phân biệt được. Rồi bây giờ mình sẽ khui theo cái mắt đi Thái Lan, mình so cho mình coi cho nó là sao. Mắt đi Thái Lan này là cái đập đầu, đập đầu thì cái giá mà đập đầu mà nó ra nó bỏ mối cho mấy người mà buôn Việt Nam á thì nó nhỉnh hơn hàng lô một chút, nhỉnh hơn hàng lô một chút. Rồi bây giờ mình sẽ so tổng thể ba hàng cho anh em xem coi ba hàng nó khác nhau sao ha. Rồi mình lấy ba cái đây nha, cái này của Thái, đó anh em thấy không, cái chính giữa là chính hãng nha, cái giữa chính hãng nè, cái giữa chính hãng, bè bên trái mình, cái tay mình ngón tay mình nhẹp nè, hình cô Thái nè, bè bên đây là lô nè, nhái nè, cái chính giữa là chính hãng. Về đặc điểm thì ba hàng nó cũng tương đồng với nhau hết, mã số này nọ đều y chang hết. Cái chân cao su này thì mình ấn cho mình cô Thái, mình thấy nó cũng đàn hồi tốt, nhưng mà hai cái màu của cái hàng Thái với cái hàng này nó cũng gần giống nhau nha. Đó, hai cái hàng nó cũng giống nhau, hai cái màu giống nhau. Cái hàng nhái này có vẻ cái cao su của nó sáng hơn. Mã này ba hàng chính hãng, hàng nhái, hàng Thái gì nó cũng y chang nhau hết, anh em thấy không? Đó. Cái đợt Thái này thì sót lại ha, cái giá nó là nhỉnh hơn lô mà thấp hơn riêng một chút, đặt đầu nó ra nó giao cho sĩ bên Việt Nam. Đó, về mặt trên ba hàng, đó mặt dưới ba hàng, thì giờ là mình chỉ phân biệt cho anh em là đầu chính hãng với đầu nhái thôi nha. Còn cái hàng Thái Lan này thì là do nó đặt đầu nó còn sót lại rồi, về chất lượng của nó thì giờ chỉ có xài mới biết thôi, chứ cũng bó tay. Bản mặt mình xài thời gian mình dặm này nọ rồi coi bản mặt của nó có màu cháy hay là có gì không không đó. Rồi nhắn lại một lần nữa là anh em cứ so sánh giữa đường chính hãng Malaysia với lại nhái, ống xăng, ống hai gì đó, cái như ống xanh, đèn lì, đèn bóng. Rồi. Cao su trong. Còn mã là hoa hoa. Đó. Rồi anh em cân nhắc cái giá tiền. Ví dụ như giờ người ta chào bán cái bộ cản
khoảng với đèn, khoảng với đèn mà làm mà 1,2 triệu mà đổ dài 1,3 triệu cũng được, 1,3 triệu mà đổ dài mà hôn mà cản chính hãng với led chính hãng là không có led, cản chính hãng led low thì quật mai là cái này nó đã 600.000 chưa tính tiền ship rồi thì làm gì có chuyện cái led chính hãng với lại cái cản chính hãng mà bán giá đó. Rồi xin gửi cho anh em một số thông tin cơ bản này thôi để anh em nhận biết sau này dễ mua hàng. Rồi xin chào anh em.